ngồi im vậy nha, ngồi im vậy nha. Có được không? Vậy rồi được. Ở cái thai của thằng sức khỏe thôi, còn cái viên dưỡng cấp thì chúng ta lại không ở được. Rồi thì bây giờ trước khi chúng ta giải quyết cái bài em cái mặt trước, thì cái này sáng nay nào có nếu tôi cho cô cái nước mà em có nói là hai ngày đầu cấm thì nó tất tất chuyện nó dễ dàng hết. Nên chỉ nói là từ 15-30 không thôi, đi vô lúc mà trước 15 giờ thì tại vì cái phòng cấm chỉ biết mà em không học. Bây giờ đây có là để là hai ngày đầu cấm thì tôi biết tất tết thì nó dễ dàng hơn rồi. Bây giờ như thế này thì ta đọc bài thêm thứ bản. Và bây giờ với cái file này nó không có màu, cô biết rồi những cái phần hình ảnh lên lắp hình quả biết rồi thêm công việc được không. Nhưng mà thôi giờ cái hình ảnh nó vậy chúng ta phải chấp nhận thôi. Rồi viết thêm thứ bản thì trong bài thêm thứ bản nó nhiều cái phần lắm. Nhưng mà cho một cái cách chọn một cái bài nó đòi hỏi đầy đủ các phần vậy để có cái hỗ trợ nhau. Nhưng mà với yêu cầu của em thì nó khác. Nên thì chỉ cần yêu cầu thứ nhất là cái phần định nghĩa, thứ hai là cái vị trí lâm sàng của nó, thứ ba là lâm sàng kiểu như là phân mức độ nặng của cơn hen, thì như đó, không nè, chỉ mấy phần đó thôi, còn cái đầu kia thì cũng, tại vì cái form nó vậy, chúng ta phải chọn nó như vậy, rồi chúng ta rút cái thời gian để đọc thêm, rồi, thì con nhảy theo ý mình thì giờ nó biết sao đây nữa. Kéo lại đứa chồng khác. Rồi, bây giờ cái định nghĩa về thì mặt mà cũng hơn tư tí á thì cái hai cái quản mình nhớ là cái một bệnh mãn tính nha. Có là mãn tính thì nhiều lắm. Hôm đấy thì cô tô thì chủ yếu là do cái bào đó nó thâm nhập vào đất rồi nó làm tổng trưởng trong cái diễn ký đó nè. Đó là mặt về mặt cây về mô bệnh lý. Nhưng mà nếu về lâm sàng thì nhớ cho tôi cái phần này tức là gì, em cái quản là một bệnh mãn tính. Cho mượn nha, cho mượn trả lại. Như vậy nó định theo cái quản nó hai phần. Phần bệnh theo cái quản cái bệnh theo cái quản đó, nó có những đợt cấp tính. Đợt cấp tính nó gọi là cơ theo cái quản. Thế nên mình thấy là những cái đề tài nghiên cứu người ta đã không đề cập tới đời bệnh theo cái quản, theo cái quản. Bởi vì cái đó nó lòng với nhau. Thế nên nghiên cứu thì nó là nghiên cứu với đề theo cái quản thôi. Thế nghiên cứu với đề theo thôi. Chúng ta hiểu là nó bao gồm cả cái bệnh lý theo cả cái tâm lý cấp luôn đó. Vì mặt lâm sàng chúng ta nên nhớ điều này, em cơ bản là bệnh mãn tính, tức là bệnh nhân mắc nó là nó kéo dài nhiều năm, khi chục năm, 20 năm nữa. Ha. Nhưng mà một quả kéo dài đó thì trong mỗi năm có thể những đợt cấp tính, tức là có những cơn nghe, rồi cơn cấp tính đó. Đó là cái thứ nhất. Rồi. Thì cái bước để chúng ta quay ngược lại. Bây giờ cái nó tổn thương ở đâu? Để em cơ bản tổn thương ở đường dây khí này. Tức là cái này một nhánh của cái mà cái quản đó là nhánh của cái phổi tức là đây nè, ta cắt đoạn này ra, ta cắt bớt cái này đi cho một thành một cái cây để cho ta dễ xem trên bên của cái phổi nè, ha, nhánh cái quản bên phổi dài dữ, thì cái tổn thương ở đây thì dài xuống tới đoạn dưới này luôn, tới đoạn cuối này luôn, thì đoạn cái này đó thì dài chúng ta đây gọi là đường dẫn khí. Vậy thì cái bệnh lý hen phế quản là bệnh lý tổn thương ở trong niêm mạc đường dẫn khí này, ở bên ngoài ha, tổn thương trong niêm mạc đường dẫn khí này. Thì một đoạn của đường dẫn khí này nó chia ra là có phế quản ở trên này, thì phế quản ở dưới này. Theo phân biệt cái phế quản thì phế quản là cái có sụn này, ở cái đoạn nào có sụn nó bám quanh đó gọi là phế quản, cái đoạn nào có sụn nó là tiểu phế quản. Ha, rồi. Cái cấu trúc này nó liên quan tới bệnh lý, thì bệnh lý này liên quan chút xíu chúng ta học bài viêm tụy cấp là nó liên quan tới cái phần này, tức là nó di nhiễm phần này nhiều hơn. Đó, còn hai phế quản là bệnh lý đi từ dây dài như thế này, thấy không? Đó, thì cái đoạn của cái phế quản và tiểu phế quản nó khác nhau, cái cấu trúc này thì nó liên quan tới một bệnh lý liên quan cái gì ở cái đoạn phế quản đó, thì khi mà nó khó thở đó, cái đoạn này có sụn nên nó không gì đẹp,
nhưng nội tạng khí quản á thông sụn á có thể bị sẹp này lại. Vậy thì cơ chế bệnh sinh của hai cái đoạn trong đường nhĩ khí này nó khác nhau là cái đoạn khí quản dù có thở cơ nào thì nó không bị sẹp, nhưng mà đoạn khí quản nó có thể bị sẹp lại, hiểu không? Rồi. Đây là một cái hệ thống dưỡng khí trong phổi. Rồi đây là cái khí quản cắt ngang, đại biểu khí quản cắt ngang. Khí quản cắt ngang bao gồm cái biểu mô bên này, cái niêm mạc này, nhưng mà bao gồm biểu mô cái hình trụ có lồng chuyển. Ha. Rồi đây là cái cơ dòng của khí quản này. Ha. Rồi cái bớt dưới niêm mạc. Cái này, sụn của nó, tiểu phế quản thì cũng vậy, nhưng mà không có sụn thì đương nhiên tiểu phế quản cái đoạn nhỏ đó, cái đường ống kính nhỏ hơn rồi, cái đường phế quản cái đoạn trên thì ống kính lớn hơn rồi, chỉ khác nhau là cái đoạn phế quản là còn sụn, ha, còn tiểu phế quản không sụn. Có lúc thành đoạn cũng vậy, cũng niêm mạc rồi dưới niêm mạc rồi cái cơ dòng, ha, các lớp cơ bám xung quanh, các lớp mô bám xung quanh, đúng không? Đây là cấu trúc của cái phế quản, thì tiểu phế quản. Thì bây giờ trong cơ quan cấp đó, cơ chế của nó là nó chủ yếu hoạt động của cơ dòng này, cơ dòng của phế quản cũng như cơ dòng của phế quản, đây là cơ chế hoạt động chính yếu của cái bệnh lý hen phế quản. Rồi cái thứ hai nữa là nó di nó phù nề cái niêm mạc ra, bong cấp niêm mạc này ra, rồi nó xuất tiết trong lòng của đường dẫn khí nữa, đó là ba cơ chế chính yếu trong cơ quan cấp. Người ta dễ cho mình cái mô hình này để mà ta muốn minh họa cho mình. Đây là cái chúng ta hiểu là cái khí quản cắt ngang ra. Đây là cái ta giải trình là cái cơ dòng. Ở đây là cái trong lòng của cái đường dẫn khí. Cái này niêm mạc cái dây nó xuất nó bong tróc ra cái ngày trong này. Nhớ. Vậy thì chúng ta nhớ điều thôi. Tức là đối với cơ khí quản cấp, cơ chế đầu tiên của nó là co thắt cơ dòng lại. Cái làm cho cái đường dẫn khí nó hẹp lại. Thế rồi tới cái thời thứ hai là cái cơ dòng cái co thắt vẫn còn tồn tại vậy đó. Tôi nhân bồi thêm cái nữa là nó chi cái niêm mạc này nó bù để bong cấp niêm mạc ra. Rồi nó xúc tiết trong lòng của cái đường này nữa thì nó làm cho đường dẫn khí hẹp hơn. Như vậy thì cái vị một cái đoạn khởi phát của cơ gan khí quản chủ yếu là co thắt cơ dòng, bệnh nhân bắt đầu khó thở. Nha. Tới đoạn hai thì cơ dòng được co thắt vẫn còn đó. Bây giờ thêm một cái nữa là nó phù nề, nó xúc tiết, nó bong cấp này ra, nó làm cho điện khí hẹp hơn và dung nhân khó thở trầm trọng hơn. Thì đó là cơ chế chủ yếu của cơ thể hoàn cấp. Chúng ta nhớ cơ chế như vậy, hai giai đoạn như vậy. Từ đó chúng ta suy luận ra cái biểu hiện lâm sàng của nó. Bây giờ chúng ta qua cái hình và cắt ngang của cái khí quản đây hiện nãy. Chúng thấy rồi. Bây giờ khi mà thì thứ nhất là cái nó tác cái bao nhiêu trung gian á, nó tác động gì cơ dòng này. Làm cái dòng nó co lại, làm cái đường dẫn khí hẹp lại. Ở đây đoạn khí quản, đường khí quản cũng tương tự vậy, nó hẹp cái đường dẫn khí này lại. Thì dẫn khí hẹp lại, thì bệnh nhân thiếu dẫn khí. Và khi thiếu dẫn khí như vậy đó, thì bệnh nhân phải tăng cái nhịp thở lên. Phải không nào? Phải tăng nhịp thở lên mà nó chưa đủ dẫn khí cung cấp các mô, thì nó tăng trong con hấp lên, tức là nó co lại các cơ hấp phụ. Như vậy thì cái thì đầu tiên của cơn em của cấp là nó co thắt cái dòng này làm cho đường dẫn khí hẹp lại, bệnh nhân phải tăng cái nhịp thở lên, bệnh nhân phải tăng cái cách cơ hấp phụ, đúng không? Rồi thì đó là cái lâm sàng chúng ta quan sát được. Bây giờ khi chúng ta nghe phổi đi ra, nghe phổi thì cái đệm hẹp lại nè, cái không khí đi vào đi ra bị cản trở, và khi không khí cản trở trong lưu lượng dẫn khí ở dưới thì nó sẽ tạo ra cái ra, kiểu ra nếu hẹp ít chúng ta nghe được ra ngay, càng nhiều chúng ta nghe được ra ngay. Như vậy trong giai đoạn khởi phát của cơn quan cấp, cơ chế của là co thắt cơ dòng này lại làm cho đường dẫn khí hẹp lại, bệnh nhân tăng nhịp thở, bệnh nhân co lại cơ phụ, nghe phổi có nhiều ranh rít ngang ngái hai bên phổi. Bây giờ ranh rít ngang ngái là sao có ranh rít ngang ngái là vì cái đường dẫn khí này hẹp lại, không khí đi vào đi ra cản trở hết. Nếu hẹp ít thì cái cản trở chúng ta nghe được ranh ngái, hẹp nhiều quá cản trở nhiều chúng ta nghe được ranh rít. Nó hẹp thích luôn, tức là trong cơn xe tính này chúng ta không nghe được ra nữa, hiểu không? Thì ranh rít ranh ngái là hậu quả của tình trạng tắc nghẽn đường dẫn khí dưới. Nha. Như vậy thì chúng ta nghe trên lâm sàng phải nghe hai vị. Để là hẹp thì không khí đi vào đi ra nó hẹp hết trơn,
cho nó cản trở tâm khí chúng ta nghe hay thị. Hay nói cách khác, tình đức tình ái là ra biểu hiện của tắc nghẽn từ vị phía dưới ha. Biểu hiện là ở hai thì thích và ở ra đều nghe được hết. Rồi thứ hai, hen là một tình trạng lớn tổn thương lan tỏa của hai bên phổi, do đó chúng ta nghe nhiều đến tích ngái cho hai bên phổi hết chứ không phải nghe phòng trường duy nhất, hiểu không? Rồi cái thứ ba gì nữa, thứ ba là chúng ta nghe nó cố định, chứ mà chúng ta nghe rồi nó hủ sao chúng ta nghe còn như vậy, bởi vì con hen quý vị không thể nằm hủ sao mất được, do đó chúng ta nghe đến tích ngái rồi nó một hôm sau nghe lại nó vẫn còn như vậy, nó lan tỏa hai bên phổi. Vì xác định cái đó mới là tình đức tình ái, chứng tỏ là tắc nghẽn trong một phổi, tắc nghẽn thì diễn biến khám được phải không? Vậy thì đơn giản chúng ta chỉ nhớ là ngôi cấp đầu tiên là cái co thắt dây dòng này làm nghe bị diễn khí, vì hệ lụy của nó là cái ran thế nào đó, nó tăng nhịp thở, nó co lại cái cơ hội thế nào đó bị ta bị tổn ra ha. Rồi vì vậy thì hay nói cách khác, đi lâm sàng chúng ta khám bệnh nhân, chúng ta nghe được cái tình đức tình ái hai bên phổi, thì chúng ta nói rằng à như vậy bệnh nhân này có tắc nghẽn đường diện phía dưới, hiểu không? Chứ đừng nói là nghe cái răng này không biết, đường răng này là để chuyện cái gì không biết, bạn đi lâm sàng nhiều khi hỏi không biết chuyện nha. Khám lâm sàng điều chứng đó biết là nó tổn thương cái gì. Tôi nhắc lại, khi nghe răng đứt răng ngái biết rằng bệnh nhân này có tắc nghẽn đường diện phía dưới nha. Để tin chắc nữa chúng ta coi đủ hàng thì gì không, có lan tỏa hai bên phổi không, có cố định hay không. Và khi đã xác định rồi để kiếm chứng lần nữa, chúng ta đến trường hợp của nhà nào, dù các cái tính chất của ra đó chúng ta nghe đầy đủ hết, nhưng mà khi đến là trường hợp bình thường thì chúng ta nói là chúng ta nghe sai rồi, vì không thể nào một trạng tắc nghẽn phổi trường hợp bình thường được hết, hiểu chưa? À, thì đó là cách để chúng ta cảm nhận tâm trạng. Đó là điều thứ nhất của cái tình trạng cấp. Rồi về tới tình trạng thứ hai là giai đoạn còn phát đó. Còn hát thì cái tư dòng nó vẫn còn thắt nữa. Như vậy đó, những còn thắt nó chưa buông ra được đâu. Thì bây giờ nó thêm một cái cơ chế đó là nó phù này cái mạng ra. Nó diêm mà, nó diêm cái phù này cái mạng ra. Nó bong tróc ra. Cái bong tróc ra. Rồi sẽ nó xúc tiếp tập lọc được những khí nữa. Thì nó làm cho càng hẹp nhiều hơn. Bây giờ sẽ khó thở nhiều hơn. Mình sẽ giả mồ hôi, ngồi vậy nó thở. Có thể bị hốt quản. Nghe mỗi lần trên rứt tinh ngái càng thay ra nắm to hạt thì vừa hạt. Vậy thì nó nắm to hạt thì vừa hạt, bản chất đó là do xuất tiết dịch bất thường trong lòng của người diễn phí. Thì khi cái luồng không khí đi vào đi ra nó xáo động cái dịch đó, nó tạo được cái ra nắm to hạt thì vừa hạt. Hiểu không? À, xuất tiết dịch bất thường trong lòng người diễn phí. Bình thường trong lòng người diễn phí có cái dịch, mà dịch nó rất là ít, nó phủ được bề mặt. Và khi bệnh lý thì nó xuất tiết nhiều hơn, nghe nó tạo thành dịch bất thường, và cái gọi là đàm. Thì nếu mà đàm đó, bản chất của nó là cái trong, ngày trong. Nhưng mà nếu như là nó chuyển màu vàng hay màu xanh gì đó, thì chúng ta gọi là nó bị bội nhiễm. Chúng ta gọi là bội nhiễm vi trùng. Hiểu không? Rồi, vậy thì tôi hỏi là, vậy thì từ cái đoạn mà khởi phát nó còn có bao lâu? Không có thời gian cố định, nó tùy theo từng cá thể. Có đứa khoảng chừng 15-20 phút mà nó lên cơn khó thở rồi, dữ dội rồi. Có đứa khoảng một buổi, có đứa một ngày. Rồi có đứa đó, sáng nó ho còn khe nhẹ nhẹ gì đó, rồi nó thuốc ba thuốc giới dẫn nó không khỏi, rồi tới chiều nó tối trọng nó lên cơn dữ dội nó nhập viện. Còn có đứa là nó ho khan khan một ngày tiếp rồi nó khó thở nhiều hơn, sao nó tăng lên gần nửa tiếng hồi. Chứ từ cái mốc mà giai đoạn một khởi phát với còn phát là nó không cố định thời gian, chỉ đánh giá là một tình trạng khó thở tăng hơn nhiều hơn thì thôi, đúng không? Rồi thì qua đây cũng nhắc luôn một điều, vậy thì bây giờ cái hen phế quản cơ chế của nó là chủ yếu cho hoạt động cơ dòng này, mà không cơ dòng này thì không thể nói mình thấy với hen được, hiểu không? Không có cơ dòng này thì không thể nói là cái tình trạng khó thở của nhân này là tắc nghẽn thì những khí dưới này do cơ hen được, thấy không? À, thì nhiều bệnh lý có thể tắc nghẽn thì phía dưới, nhưng mà không thể do cơ dòng này. Ví dụ như bệnh lý di truyền cấp, di truyền cấp một chút xíu đề cập tới cơ chế nó không phải là do có thắt cơ dòng, nhưng mà nó dễ chịu khó thở có tắc nghẽn gì phía dưới, co loạn nhiều, phổi đen rít tinh ngái, đen nằm ai đổi hết, nhưng mà nó không phải do hen phế quản, nó không phải do cơ dòng này. Như vậy thì cái cơ dòng này nó quyết định cái vai trò của bệnh lý hen. Rồi, và cơ dòng này
nó sinh ra không có. Cứ trẻ bắt đầu từ 4 tháng trở lên đến 4 tháng sau khi sinh nó mới bắt đầu hình cơ dòng này. Vậy tới khoảng 6 tháng thì cơ dòng này mới hoàn chỉnh. Tới 6 tháng hoàn chỉnh. Do đó để chẩn đoán đứa trẻ này có tình trạng khó thở, có tắc nghẽn ở phía dưới mà là hen phế quản. Ngoài một số yếu tố khác thì nó phải đòi hỏi phải có cơ dòng này. Do đó đứa trẻ từ 4, 5 tháng trở lại thì nó chưa có dòng này, chúng ta không chẩn đoán hen phế quản được. Chúng ta chỉ chẩn đoán hen phế quản được khi đứa trẻ 5, 6 tháng trở lên. Hiểu được chưa? Cái này thì cơ bản nhất từ 5. Thứ hai là đối với điều trị, nhất là các khu dạng phế quản, người ta khuyến cáo rằng đối với trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi, cái hiệu quả của thuốc giảm phế quản rất kém. Do đó nếu như người thầy thuốc tiếp cận bệnh nhân đang khó thở có tắc nghẽn ở phía dưới, khi nghi ngờ có khả năng là nó kẹt theo co tắc phế quản, thì có nguyện cho cái thuốc giảm phế quản bằng khí dung, nhưng mà cần phải đánh giá lại sau 30 phút. Nếu như sau khi cho mà chúng ta thấy rằng 30 phút sau có hiệu quả, chúng ta dùng tiếp, còn không hiệu quả thì thôi, bởi vì chúng ta có cái cơ dòng này nó chưa hoàn chỉnh ở cái đứa thở cái thể đó. Hiểu không? Thì thuốc giảm phế quản tác động tới cái cơ dòng này mà. Và lúc đó là nó chưa hoàn chỉnh, nên nó đâu có những cái khó thở đâu, do cái cơ chế của cơ dòng này. Thì chúng ta cho thử một liều, có thấy đỡ không? Đỡ thì tiếp tục, không đỡ thì không. Thì đó là khuyến cáo của trong cái điều trị của dự tiên của một cái tập này ghi dưới. Rồi. Rồi, cũng như nãy chúng ta có đề cập tới là cái xúc tiết trong lòng của điều trị phim. Vì đây là cái niêm mạc thì diễn phí, niêm mạc phế quản. Bình thường nó có chất ngày nó tiết trên cái bề mặt đó, nó phủ trên cái tế bào vận chuyển này. Bình thường có cái này, nhưng mà thường thường nó không làm cái gì bất thường hết. Đó là, nhưng mà khi nó viêm nhiễm hoặc là trong cơn hen cấp thì cái tế bào này nè, nó tăng tiết lên. Nó tăng tiết lên, tạo thành chất bất thường trong này. Cái bất thường trong này là gì? Trong này nó đang còn lỏng. Cho đó khi mà chúng ta thở cái không khí đi vào ra nó xáo động như thế này, nó tạo thành cái ran gọi là ran to hạt hay dừa hạt. Hay nói cách khác, khi trên lâm sàng khám bệnh nhân nghe được cái ran nấm to hạt hay dừa hạt, chúng ta nói rằng có một trạng xuất tiết dịch bất thường trong lòng của dị khí mà dịch nó còn lỏng. Nếu dịch nó đặt lại thì nó không còn nghe tiếng ran nấm to hạt dừa hạt nữa, và lúc đó nó tạo thành một cái nút nhầy, nó bít tắc, nó cản trở đường dẫn khí, thì nó cơ chế cũng giống như là cái co thắt vậy đó, tức là chúng ta nghe ra tiếng nhái chứ không nghe là nặng nữa. Cho nên trên cái sự tí một đứa trẻ mà nó độ cơ hấp nó xuất tiết nhiều, chúng ta sự tí khoảng chỉ vài tiếng hồ nó cải thiện, sau đó như nó không cải thiện nữa, thế thì chúng ta coi lại coi trong cái vị trí chúng ta có gì sai, trong nhất là trong một số thuốc chúng ta dùng thuốc làm cho cái khô cái niêm mạc lại, cái sự tí này là khô lại làm những nút nhầy. Lúc đó các thuốc chúng ta dùng không hiệu quả. Thế đây là niêm mạc của phê từ những khí, cái này gọi cái ngày cái bọn luân chuyển, cái bọn luân chuyển là cái gì, cái đó rất là quan trọng, nó vận chuyển các chất ngày ra mình ho khạc ra ngoài. Nếu mình bị bất hòa cái này thì nó sẽ ứ lại trong phổi, nó gây hiện tượng sạc phổi. Chính vì vậy mà những đứa trẻ những năm gần đây bộ tế khuyến cáo là khi đứa trẻ bị lý hô hấp nhất là xuất tiết thì khi dùng thuốc giảm ho phải rất là cẩn thận. Nếu mà người ta khuyến cáo là dùng cái thở dừa hơn là dùng các cái thuốc có nguồn gốc hơn mà quá chắc. Nghe là dừa cái thế này này. Rồi bây giờ cái lông chuyển hồi nãy đó, cái này cái lông chuyển này nè, thì người ta mới để chậm ra, để bị cắt đôi ra. Tôi thấy rằng trong cái lông chuyển này có 9 cái sợi trục thần kinh. Như vậy cái bộ lông chuyển này nó hoạt động theo cơ chế thần kinh, chứ không phải là nó tự động. Do đó các thuốc chúng ta dùng trong lưu hấp, những thuốc mà có tác động thần kinh chúng ta phải cần cân nhắc cẩn thận. Nghe để bất quả các cái lông chuyển đó thì cái tiếng nó sẽ ứ động trong phổi, nó gây ra sạc phổi. Cái này không liên quan tới cái lưỡi mình nhiều, nhưng mình nặng cái dòng thường hấp cũng nên trao đổi luôn luôn. Đây là cái này, cái thần đó, cái này chúng ta cái chúng ta sẽ nghe là gì đó, các nghe nó mặc là gì đó, thì đây là các cái tế bào trong cái phế nang, mỗi phế nang có hai cái tế bào, đây là cái sự phân tách trong lòng của phế nang, đây là tại tế bào, còn đây là cái mao mạch xung quanh phế nang. Thì khi mà nó hít vào đó thì cái nồng độ oxy trong này là cao, CO2 thấp,
Oxy rất cao nó phân tán vào trong bao mạch này. Và CO2 đó nó thấp thì cái bao mạch cái CO2 nhiều hơn thải là nó sáng ra. Thì nó đây gọi là cơ chế trao đổi giữa cái phế nang bao mạch. Đây là cân nặng phế nang bao mạch. Thì cái này nó liên quan bệnh lý viêm phổi nhiều hơn. Cái mạch phế nang bao mạch sẽ khi giảm mạch viêm phổi cho nên là nó hạn chế hoặc cản trở trao đổi mạch phế nang bao mạch. Thì ta biết là nó sẽ cản trở cái mạch này. Rồi, thứ hai là cơ chế hen phế quản. Như nãy chúng ta nói rồi, hen phế quản là cơ chế gì? Cái phản ứng như nãy giờ chúng ta nói là nó co thắt, nó phù nề, nó xúc tiếp. Cái đó là do cái cơ chế gì nó gây ra. Nó xúc tiếp, nó phóng thích qua cái không gian, nó tác động vào trong cơ dầm, cái lớp mà dưới mô, rồi các cái niêm mạc cái dây để nó thành thành cái đó là có tính. Đầu tiên, cái cơ địa nó diễn trước đã, không nào, cơ địa nó diễn trước đã, rồi nó thứ qua, tức là đây là các chất dị nguyên á, với lại cũng thứ qua là đại diện hết vào cái niêm mạc của đường hô hấp. Đây là lần đầu tiên một cơ địa diễn ha, nó tiếp xúc với dị nguyên á nó đi vào trong cơ thể, nó bám trên bề mặt mast cell, nó tạo thành những cái phức hợp như thế này, cái phần cái này ha, đó là những kháng thể này đâu rồi cái nằm đó nó không có cái dây diễn tới thể á, không, nhưng mà sau đó một vài ngày, một vài tuần, một vài tháng bệnh nhân này tình cờ thích lại cái dị nguyên thứ hai nữa. Cái dị nguyên đó bây giờ hiểu không, nó bám trên các mast cell mà nó có các cái kháng thể truyền mạch trước này, nó tạo được phức hợp, phức hợp nó làm dở các mast cell ra, nó không thích qua các quá trình trung gian, thì mỗi quá trình trung gian nó tác động vào cái phần của đường nhiệt khí ở các cơ dầm, ở các tuyến, ở niêm mạc, cái dây, nó tạo thành một cái cơn khó thở cấp tính. Thì khó thở cấp tính này là do hiện tượng viêm mà viêm do dị ứng, đó là viêm do dị ứng, nhớ điều đó ha, chứ không phải do vi trùng. Mà viêm do dị ứng nó khác với vi trùng, hai cái chuyện này khác nhau. Tôi nhắc mình nhắc lại nha, viêm do dị ứng nó khác viêm do vi trùng. Viêm do dị ứng chúng ta dùng đặc hiệu là cái corticoid, viêm vi trùng thì đặc hiệu là kháng sinh. Cái này rất nhiều bác sĩ hiện tại bây giờ bác sĩ chuyên khoa nhi đã làm lại cái này. Anh nghe nó bệnh nhân viêm phổi do cái vi trùng gì đó thì kèm thêm một cái ý thế này, nó sai, sai tầm tầm lắm, chúng ta không phân biệt được rõ ràng với viêm của mỗi một loại khác nhau. Cái viêm dùng cầu ít là nó chỉ nằm ở trong bệnh lý của hen phế quản nha, còn viêm mà do vi trùng thì chúng ta không dùng cầu tư ít bởi vì nó sinh thôi. Từ trở lại thì cơ chế bệnh sinh của hen phế quản là cơ chế gì? Các cái tác động nó gây ra cơn khó thở là do quá trình trung gian nha. Điều trị của nó là chúng ta dùng cầu tuyết và dùng cái thuốc giảm phế quản cho nó. Rồi thì nãy giờ chúng ta học cái cơ chế bệnh sinh đó rồi, từ đó ta liên hệ lâm sàng và chúng ta là phải thóc lại thôi. Thì bây giờ cái phế quản nó dòng khởi phát dòng còn đó, khởi phát thì nãy đó nó tiếp xúc dị nguyên nha, rồi nó có co thắt cái cơ dầm của mà phế quản, nó làm đường cái phế quản hẹp lại, các nè, rồi nó tăng nhịp thở, ha, nghe bộ chiếu lên đích, lên ngái thành tội hết, rồi sau đó nó dọn toàn phát, toàn phát thì nó phù nề cái mặt phế quản nữa, nó tăng xuất huyết, ha, từ ngoài đích lên ngái tăng nhiều lên ảnh to hạt nhiều hạt thành tội hết, rồi bệnh nhân nó khó thở nhiều hơn, chỉ là cơ chế của hen phế quản liên quan tới nhiều lâm sàng. Thì chúng ta chỉ cần nhớ cơ chế đó thì chúng ta chưa được ra cái chuỗi lâm sàng đó, có hai giai đoạn, đúng không? Thì cái lâm sàng của em các bạn nó không thể rất là khó phân biệt với bệnh lý khác, tức là bệnh lý dinh dưỡng cấp, do đó người ta không thể lâm sàng riêng của các hen trẻ thiếu nhi, tức là hen ở những trẻ nhỏ trẻ dưới 24 tháng. Thì cái này người ta thì gặp rất là nhiều, bởi vì đây bệnh lý thường hay xảy ra mà rất khó chẩn đoán. Ví dụ như là chúng ta hiểu là cái những trẻ bú mẹ đó, nhưng trẻ bú mẹ thì thường là trẻ dưới 12 tháng. Nhưng mà trong cái hiệp hội hen, người ta quy ước là nếu là nghiên cứu về hen trẻ thiếu nhi là chúng ta phải hiểu rằng hen nó sẽ dưới 24 tháng. Đúng không? Hen sẽ dưới 24 tháng. Cầm dây á, hen nhũng thì là dưới 24 tháng. Thì đối với cái bệnh lý này,
yếu tắc nghẽn gì đó, nhưng mà thường nó khởi phát một cơn hen bằng một cái nhiễm sinh nhiều hơn, tức là những trẻ lớn thì nó xuất hiện nguyên rồi là nó xuất hiện cơn hen thôi, nhưng mà những trẻ trên 4 tháng này thường thường nó xuất hiện cơn hen, thường nó do cái nó khởi vào bằng một cái viêm nhiễm hoặc cơn trước, tức là phải là sốt nhẹ, nó ho, nó sổ mũi rồi sau nó xuất hiện cơn hen, đúng không? Và lứa tuổi này muốn chẩn đoán rất là khó, bởi vì em phải quản cận lâm sàng ở dưới 5 tuổi không có cận lâm sàng dưới trên đó, chỉ có những đứa trẻ trên 7-8 tuổi trở lên thôi mới có cận lâm sàng dưới hỗ trợ thôi, dưới đó thì hoàn toàn gì lâm sàng, cho nên những đứa trẻ này rất là khó có được chẩn đoán. Thì người ta tổng kết thế này, nếu như đứa trẻ này mà nó có khó ở cấp tính thế này ha, mà hỏi tiền sử nó bị hai lần rồi, bây giờ lần thứ ba em nè có hò hè khó thở gì đó, thì chúng ta phải nghĩ tới đứa trẻ này bị nhẹ nhàng của bạn này không, tôi khuyến cáo gì đó, nếu như nó bây giờ nó đứa trẻ này khoảng chừng 20 tháng đi, có tới mình nó đang hò hè khó thở nè, hỏi đứa trẻ bị mấy lần rồi, rồi mẹ nó lúc đó là 14-15 tháng nó bị lần rồi, rồi lúc 9-10 tháng bị lần nữa, bây giờ lần thứ ba nè, như vậy có thể đứa trẻ bị nhẹ nhàng của bạn, cái đó phải ưu tiên hành động. Thấy không? Rồi bây giờ để cũng nên có thể làm sao? Cận lâm sàng đâu có làm gì được đây. Vậy thì có một cách đó là chúng ta cho cái test dạng khí quản. Tại vì bản chất của hen khí quản là dạng co thắt, kêu dạng khí quản. Bây giờ nó đang khó thở vậy á, chúng ta cho cái dung dạng khí quản coi. Nếu cho nó thở đó, 30 phút sau mà nó có cải thiện, tôi nói à bây giờ đứa trẻ bị hen khí quản rồi. Hiểu được chưa? Đây gọi là test dạng khí quản. Các nó hỗ trợ cho cái lâm sàng chẩn đoán. Còn bây giờ nếu mà chẩn đoán chính xác hơn, không có cách nào cả, chỉ cách đó thôi. Còn bây giờ hỏi là như vậy thì cần thiết gì phải chẩn đoán sớm vậy? Rất cần thiết. Bởi vì hiện tại bây giờ nên biết không, cái hen phế quản á là cái cơn cấp á, cái thuốc người ta cắt cơn được cái cơn này, nó mới khó. Cái khó là làm sao phát hiện sớm, điều trị dự phòng có hiệu quả. Để được cái tổn thương của phổi, ta biết là mỗi một cơn nghe gì á, có mỗi lần cơn nghe gì thì cái phổi nó bị tổn thương những tế bào viêm luôn đó, nó dày cái thành của phế quản lên, mà cái thành nó dày khi chúng ta cắt cơn rồi nó không lui trở lại, nó vẫn nằm ở đó, một vị một cơn nữa nó dày lên nữa, tức là tới mức độ nào đó nó làm ảnh hưởng đến gan của phổi, do đó cái chiến lược của hệ phế quản làm sao phát hiện sớm để điều trị dự phòng sớm cho nó. Vậy thì đối với hen phế quản nó có hai cái điều trị cắt cơn và điều trị dự phòng. Điều trị cắt cơn là chúng ta khi thấy khó thở chúng ta vào viện xử lý là cơ thở, ví dụ như nói là cắt cơn á, sau khi ổn định xong rồi chúng ta xác định coi đứa trẻ này cái bệnh hen này nè mức độ nào, chúng ta mới cho dự phòng. Có khi dự phòng là cả 5-10 năm mỗi ngày dùng thuốc vậy đó, cái này là dự phòng. Cho nên thuốc tạm thì chúng ta không có ông vui với làm gì, chỉ biết là mục đích của em bây giờ là phát hiện sớm, dự phòng sớm người ta để tránh cái tổn thương phổi thì sao, hiểu không? Cái lưng rồi cái cận lâm sàng đi, như nãy tôi nói người trẻ lên trên 5 tuổi mà mình chắc 7-8 tuổi đó mới có thể hợp tác làm được thôi, thì có được chúng ta coi chi đâu ạ. Nếu chúng ta điều kiện mà tốt á, chúng ta đo cái chức năng hấp bằng cái máy đo chức năng. Còn nếu không có thì chúng ta đo cái lượng đường thành số đó qua lượng đường thần kinh. Đây là cái đo lưu lượng thần kinh qua lượng đường thần kinh. Là những cái cơ sở y tế mà ta không có máy đo chức năng thì làm sao? Vì nó trẻ nó lớn, nó hợp tác được. Cái phòng nó không bị chạy được. Nghe, hợp tác được thì ta tạm thời dùng cái lưu lượng kế để đo lưu lượng tĩnh của nó. Thì cái chỉ được coi thế này, chỉ có trẻ con lớn nhé, chỉ được 8-9 tuổi đó, thì chúng ta dùng cái lưu lượng kế này, nghe, rồi cho nó đứng, nó dẫn đứng ha, nó thật sâu vào, nghe, nó thật sâu, nó nhầm kính, nó thổi thật mạnh ra. Có thể mạnh ra để coi cái con cỏ luôn cuốn lửa luôn cái này chạy được bao nhiêu, thì từ đó chúng ta mới ghi nhận cái đó, thì như này nó có cái luôn kế này, đó này, đó thì nó có con cỏ đây nè,
Thì như nãy cái tư thế này đó là nó nặng đây nè, đó nè, chúng ta kéo cái cỏ này về đây. Thì giờ đứa trẻ nó vô viện nó đang cơn khó thở này, nó khoảng 8-9 tuổi, 9-10 tuổi gì đó, và chúng ta không có máy thở chứ đâu hết, thì muốn hỗ trợ cho nó ra đây. Rồi thì bây giờ nếu nó khó thở vậy đó thì cho nó hướng dẫn liên tục, cho nó đứng tư thế, rồi nó ngậm thật kín cái này, nó thổi thật là mạnh. Chúng ta kéo con thỏ này về đây nè, thở thật mạnh để coi con thỏ nó chạy lên xuống mấy. Chúng ta ghi nhận sau đó. Rồi sau đó chúng ta cho nó thở cái dung dẫn với quẹn. Ví dụ dung dẫn với quẹn đó, cho thở, thở sau 3 chữ sau, chúng ta cho nó thổi lên lần nữa. Thì thổi lên nữa, nếu mà cái lần sau khi dùng cái dung nó thổi ra đó, mà con thỏ nó chạy cao hơn cái con thỏ cũ đó, đúng cũ đó là 20%. Thì nói là như vậy đứa trẻ này có trạng khó thở cấp tính, mà khó thở đó có ứng dẫn với quẹn. Chúng ta nói là vì đứa trẻ này bị hẹp với quẹn, không nguyên lý là gì vậy? Nha, cơ chế điều kiện là đứa trẻ phải lớn, cái hợp tác, cái đúng quy luật, tức là cái nặng cái này cho được người kính, cái thổi hơi đi vào mạnh ra, cái tống hơi mạnh ra, thấy không nè? Thì chúng ta đo cái con thỏ này nó chạy tốc độ nào, giữa lần trước khi dùng thuốc và sau khi dùng thuốc mà nó trên lần nhau hơn 20%, chúng ta nói là như vậy đứa trẻ này nó có phát hiện điện khi cấp tính á, thì nó có nhận nguyện. Thì đó là nguyên lý của cái đo lưu lượng tĩnh qua lưu lượng kế, cái này là lưu lượng kế nè. Đây là cái số mẫu đó, cái là số mẫu đó nè. Còn các bệnh lâm sàng khác thì nó chỉ hỗ trợ thôi, chứ không giúp được nó xác định. Ví dụ là cái kiểm tra để coi nó có bệnh cầu đa nhân cấp tính hay không, để coi nó có bị bội nhiễm hay không, biết đồ coi bệnh cầu đa nhân cấp tăng hay không, quan phổi nó bị xẹp phổi, cần thiết làm phổi không. Ví dụ dạng thì cho người cái xét nghiệm giúp hỗ trợ để coi thứ nhất coi cái cơn hen có bị biến chứng hay không, có bị bội nhiễm hay không, ha, có độ nặng nó hay không, vậy thôi. Chứ nó không giúp xác định thì nó xác định chắc chắn cơ hen của bạn. Rồi thì chắc đó ra đây. Thì bây giờ những đó như ta nói nãy, nó vào diện cái trạng là khó thở còn kẹt. Thì điều thứ nhất, thứ hai là tiền căn. Tiền căn của ai? Tiền căn của bản thân nó, và tiền căn của gia đình đó. Gia đình nó là ai? Cha mẹ, anh chị em ruột. Bản thân nó coi tiền căn trước đó nó bị cơn còn nhà nào tương tự vậy không? Bị mấy cơn rồi? Nếu tiền căn nó trước nó bị hai cơn còn nhà thì nó có thở tương tự gì đâu. Tiền thứ ba, thì ưu tiên là có thể làm bị hẹp với bạn đó. Thứ hai là hỏi tiền sử gia đình của đó, bao gồm cha mẹ, anh chị em ruột, coi có ai có cái trong nhóm bệnh viện hay không. Nhóm bệnh viện bao gồm là bị hen phế quản, bệnh viêm mũi dị ứng, bị tràn, bị mày đai, bị viêm son. Yêu cầu trong gia đình đó, cha mẹ anh chị ruột đó có một trong những bệnh này, tức là trong nhóm bệnh viện là củng cố thêm cái chuyện đó. Đó nè, từ cuối cùng là cách điều trị thì có giảm phế quản đấy. Chúng ta cho thở cái dung dẫn các bạn coi có đáp ứng không? Nếu đáp ứng vậy chúng ta cùng chờ đó, đứa trẻ này bị cơn hen của bạn gặp, đúng không? Rồi bây giờ hỏi sao mà chẩn đoán đơn giản vậy, muốn phức tạp hơn cũng không làm gì được. Rồi muốn phức tạp hơn là khi đứa trẻ 7-8 tuổi trở lên á, chúng ta mới đo chức năng hô hấp cho nhân dân. Mà đứa trẻ hen từ nhỏ tới 7-8 tuổi thì không cần chúng ta chẩn đoán, người nhà biết là con bị hen, hiểu không? Nó bị 7-8 năm rồi thì ta biết đây là không cần có chuyện chẩn đoán. Cho đó hồi trước tình cấp cứu thì ban đêm bệnh nhân vô bò cái khe đi tới cửa mình biết rồi, thì nó vô nói thẳng đâu đi giúp cho con cái xuống chuyện cho con, giờ đó là không có sử dụng đâu. Tới cái tiêm vitamin tinh mạch á, anh cứ kêu điều dưỡng giúp cho nó mũi xong nó ngồi một xíu là nó tự nhiên đi về. Tình cấp cứu đó là nó bị mấy năm nó hiểu rồi, hiểu không? Còn muốn cho nó sớm hơn, tuổi nhỏ hơn thì các kỹ thuật hiện đại giờ nó không làm được. Cái là những cái đi tiêu chuẩn trên mà giúp chẩn đoán đứa trẻ này. Thứ nhất hiện tại nó đang còn mẹ khó thở. Thứ hai là tiền sử của nó coi chuyện mấy lần rồi. Cái thứ hai là lần thứ ba thì gia đình nó có bị gì hay không. Cho test giảm cái quản coi, cái quản tâm mình chẩn đoán đứa trẻ thì vừa em ở cao. Thấy không? Rồi bây giờ bởi vì đứa trẻ mà nhỏ dưới 5 tuổi nó rắc rối dữ lắm, nó không có cảm lâm sàng, không được chẩn đoán xác định, do đó mọi chuyện nó rất là mơ hồ. Chính vì vậy Bộ Y tế 2016 đã ra một hướng dẫn để chẩn đoán đứa trẻ bị hen dưới 5 tuổi
hệ thống miễn toàn với các bác sĩ chuyên khoa là khi mà có chẩn đoán trẻ này thì phải có đáp ứng tiêu chuẩn mà của Bộ Y tế đưa ra. Để mình chẩn đoán cho hệ thống miễn toàn mà cho chẩn đoán mà thì Bộ Y tế đưa rất nhiều cái gợi ý, đó là yếu tố gợi ý khả năng hen, rồi yếu tố là phải có khả năng hen, rồi các yếu tố là tất cả khả năng hen nó tụt lưng lắm, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta kết luận đều là có những tiêu chuẩn tương tự như của mình, là nó còn kẹt nó giữ lại cái tiền tử bản thân của nó đó. Rồi hiện tại là nó bị chứng tắc nghẽn tức là phổi, đó là cái thân ái khó thở ha, thì cho cách giảm của quản nó hiệu quả ha, và tiền sử của nó bản thân gia đình nó mới có dưỡng ha. Rồi theo cái loại trình các bệnh nhân còn càng khác, tức là con hè này có hen hay không, hay là nó bị nó tạo một nhiệt thực quản, hay là nó bị giật thở gì đó, thì có thể cái này không, thì các tiêu chuẩn nó tương tự của mình thôi, không gì khác. Chúng ta có nên là bởi từ các nguyên nhân gây còn càng khác thôi, đó là tiêu chuẩn của Bộ Y tế để những đứa trẻ đến 2-5 tuổi. Rồi, cái thông điệp thì đưa ra một loạt cái này chỉ gợi ý thôi, chứ nó còn tùy thuộc vào cái bệnh nhân của mình đứa tuổi nào nha. Thì thấy là rồi mỗi lần có nặng hay không để mình tin lên những thông điệp để một số gợi ý. Cái gì cũng có quản, cái gì cũng có tắc hẹn, cái gì cũng có quên, rồi lao chèn ép cái dân, rồi cái này. Rồi. Thì trong đó có một cái bất thường cấu trúc, bẩm sinh, lối thực quản, chi quản. Đây là những cái dạng bất thường của lối thực quản, chi quản. Cái dù thực quản đi tới đây, nó cúp cái đầu đây. Ở đây nó cắm vào đây, chạy dài xuống đây. Đây là một dạng như vậy, cái thực quản đi nó cắm vào cái chi quản. Rồi gọn này nó đôi lên cái đây, nó như vậy. Thì một loạt các cái bất thường này, có bất thường này, nó dễ nhầm lẫn với cái hàng chi quản. Tức là khi đứa trẻ nó bú, nó nuốt, thì đổ vào đây. Rồi một phần đó, nó qua cái dù lỗ giò này, nó vào trong cái chi quản, làm co thắt cái chi nó buồn này, cái gây khò khẽo tương tự như cơn hen của bạn. Để chúng ta cũng điều trị giống như hen đó nè, giống như hen cũng còn tương kết cũng dẫn khứ quản này kia nữa, thì thường nó phải ngăn hết. Đó là sao về về mình bị trở lại nữa, chúng ta rất là rất nhiều lần nên một cái dạng bất thường mà rất khó điều trị như hen của bạn, thấy không? Đây cũng vậy, một loạt các bất thường này thì nhiều thứ cũng khác nhau, nhưng mà chúng ta thường có gặp những trường hợp này gọi là mạch dòng đó, tức là cái hai cái động mạch đi lên vậy, thì tự nhiên nó bất thường nó có cái động mạch đi dòng nó xíu cái chi quản lại. Bình thường thì chẳng có gì trên đời, nhưng mà khi có tổn thương và nó tương tụ động mạch thì cũng hồ đến hồi gì lên, nó xíu cái chi quản lại, nó làm cho bệnh nhân càng khó thở, càng tắc nghẽn, tương tự như hen của mẹ rất là khó phân biệt. Và cái này cũng vậy, có một bóng của động mạch đây, khi nó tương tụ lên nó chèn ép cái quản lại, ta gọi là bệnh lý mạch dạ, ha, mạch dạ. Thì cái này đôi khi chúng ta cũng gặp ở đứa trẻ, mà thường nó xuất hiện sớm, từ 1-2 tháng nó có rồi, sau đó nó được hủy mổ một cơn, vậy là nó khò kẹt, khó thở lắm, chúng ta điều trị khoảng 10-15 tháng mới cải thiện. Thì lúc đó ta nghi ngờ, chúng ta cho chụp CT để xem coi nó có trạng này không, thì cái này chúng ta chỉ phẫu thuật để mà cắt nó xem không. Rồi, thì các bạn, bạn cái này nó chạy rồi, giờ chưa có coi trong tài liệu. Thì bây giờ chẩn đoán bệnh nhân bị hen phế quản rồi, chúng ta coi mức độ nặng của cơn này sao? Cơn nhẹ, trung bình, nặng, dở, ngưng thở. Thấy không? Bây giờ 4 mức độ. Còn ở lâm sàng thì chúng ta gặp cái cơn trung bình nặng nhiều hơn. Cái nhẹ thì nó còn nhẹ nhẹ, thường ở nhà ta chung thuốc khỏi nữa. Ha, thì giờ mình diễn được cơn trung bình và cơn nặng. Còn cơn dở, ngưng thở thì thôi. Cái này chúng ta gặp lần cái kia là bệnh nhân không có ra nổi. Thường thường là 10 đứa thì 9 đứa chết. Nên chúng ta dọn thở này, chúng ta cần phải cỡ nào đi nữa thì cũng rất là khó kéo ra. Chúng ta gặp trung bình như nặng thì đó có 7 cái triệu chứng để chúng ta phân tích. Chúng ta nói là có đứa trẻ này là cơn khó thở này là có mức độ hen, độ trung bình, mức độ nặng. Chúng ta phải nhớ các cái tiêu chuẩn cái triệu chứng này để phân tích coi. Thấy không? Coi bệnh nhân này là có thở gì thì cơn hen, độ trung bình hay cơn hen, độ nặng. Nhưng mà nhìn thấy lâm sàng, thường thường thì lúc lâm sàng người ta không có đòi hỏi tiêu chuẩn này đâu, người ta đi căn cứ mức độ khó thở của nó để coi coi đứa trẻ này mức độ trung bình nó nặng lên dưới gì vậy đó. Nếu như đứa trẻ mà mức độ nặng từ 8, chúng ta hỏi ra nó là không được,
Em trả lời từng tí mà phải trả lời cũng được. Tại thứ những tí nhiều quá mà nó tốt cũng không giả môi hết. Chúng tôi cũng đã áp dụng cái điều trị các cơ nó còn nặng cái đi. Nghe rồi, giờ gì nó khó thở nha, hỏi trả lời được từ câu, từ câu ngắn hoặc từ từ đôi thì ta đã làm như vậy cho nó lên rồi cũng được bình. Hiểu không? À, chứ bây giờ hỏi là nếu mà nó ở khoảng giữa hai đó sao? Nếu khoảng giữa chúng ta thì đi tất cả. Ha, trong bao nhiêu cái nó được bình này nè, cứ áp dụng nó còn nặng. Cái này chỉ ta chỉ dùng 24 giờ mà cho thôi, không có gì đâu sợ lừa đúng không? Thế vậy thì đó là khi ta chẩn đoán được đứa trẻ này bị cơ thể cấp rồi, chỉ ta phân độ mức độ nặng của nó để áp dụng mức độ điều trị. Thì trong mức độ điều trị có mức độ là nhẹ trung bình mức độ, nặng mức độ dẫn ở mức độ. Nha, còn trong đó cái cơ sở nhất là cái cơ nghe mà áp tính hay cơ dẫn thở. Bởi vì nhân tới đó thì coi như cái tỷ lệ mà kéo ra rất ít. Do đó trong cái chiến lược của hen phế quản, người ta đưa ra làm sao để đứa trẻ mà nó có bị cơ men nặng rồi thì dự phòng để tiến tới cái cơn giận hiện tại. Thì đó là chiến lược của cái dự phòng hen. Thì muốn chiến lược đó thì chúng ta phải phân mức độ nặng của bệnh hen, phân mức độ nặng của bệnh hen, rồi phân mức độ nặng của cái thế nè, có mức độ nặng bệnh hen là nó bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4. Bậc 1 là nhẹ nhất, bậc 2 là nặng hơn chút, bậc 3 là nặng, bậc 4 là rất là nặng. Tức là mức độ nặng bệnh hen, từ đó chúng ta mới áp dụng cái phác đồ điều trị dự phòng. Như vậy trong hen phế quản có hai phác đồ, cũng có hai cái phân loại. Cái phân loại thứ nhất là phân loại mức độ nặng của cơn hen. Thứ hai là khi sẽ biết cơn hen xong rồi, chúng ta mới phân loại mức độ nặng của bệnh hen. Ở đây mình bản tính nè, và cơn hen là cơn cấp, chúng ta xác định mức độ nặng cơn cấp, chúng ta áp dụng phác đồ các cơn như thế nào. Sau đó chúng ta đánh giá lại coi bệnh nhân này là mức độ cái bệnh hen là mức độ nào. Nếu mức độ 2 trở lên thì chúng ta sử dụng cái thuốc dự phòng đó, dự phòng đó để làm cái gì, để cho nó thứ nhất nếu nó cơn trung bình thì dần sau xuất hiện cơn này, và nếu nó cơn nặng thì mọi giá phải chi phí làm sao từng để cho nó chuyển qua cái cơn ác tính. Thì đó là mục đích khi dự phòng thứ nhất. Thứ hai là dự phòng làm sao mà một năm đứa trẻ này bị 4-5 cân, bây giờ sau 6 tháng dự phòng những năm còn lại một năm nó bị 1-2 cân thôi, và trong 1-2 cân đó không có cân nào nặng, chỉ trung bình thôi, thì đó là hiệu quả của điều trị dự phòng, đúng không? Đó là chiến lược hen hiện tại bây giờ, là cái dự phòng đó là rất là quan trọng. Thêm còn các cái thuốc cũng như các cái đồ điều trị, chủ yếu đó là hai loại đấy, thuốc giảm phế quản và còn tuyến thôi. Nếu nhẹ trung bình thì thuốc giảm phế quản ví dung còn tuyến thuốc, thì nó nặng thì nó giảm phế quản ví dung còn tuyến tim còn thanh còn thêm thở oxy cho nó, tại cái nặng thì cái chi phí mà thở oxy cho nó, khi nặng gì trong một loại giảm phế quản mình lo cho không có hiệu quả, không cho kèm theo loại khác nữa. Hai loại cứ giảm như nó cứ tắt vậy. Rồi, thế trong cái này chúng ta nhớ cái chúng ta thấm qua cái yếu tố nguy cơ. Chuyện này có vẻ yếu tố nguy cơ nó mạnh mạnh đó. Yếu tố nguy cơ nó có hai nhóm, yếu tố nội tại và yếu tố môi trường. Yếu tố nội tại là yếu tố mà bản thân nó sinh ra nó bị được. Cái yếu tố di truyền, như bây giờ cái trẻ này nó sinh ra là ở nhà cha mẹ nó một người nó bị một người hen, chứ là cha nó còn hen, một mẹ nó hen, thì cái tỷ lệ mà đứa trẻ này còn hen cao lắm, không nếu cả cha mẹ mà bị hen hết thì tỷ lệ nó hen nó khoảng 50%, tức là trong hai đứa con nó có một đứa nó bị hen, có di truyền, yếu tố nên phải chấp nhận thôi chứ không cái nào thay đổi được nên rồi. Một số trung tâm ta thấy là những trung tâm có khảo sát tầm soát cái tỷ lệ hen nó cao hơn những trường khác. Thì phải chấp nhận thôi chứ không cách nào mà thay đổi được đó. Nha, đó là yếu tố nội tại lên. Yếu tố này chúng ta cho mình biết thôi. Nhưng mà yếu tố hay là yếu tố môi trường, yếu tố quan trọng. Nó liên quan đến cái này của tâm trạng. Yếu tố môi trường này là hai lần, làm hai phần nữa. Yếu tố môi trường là tăng tần suất mắc bệnh hen. Thì cái này nó có giá trị đối với những bác sĩ dịch tễ. Còn bác sĩ tâm trạng của mình đó, là nó yếu tố làm tăng tần suất xuất hiện bệnh hen. Đây là cái mà lúc lâm sàng mình phải nắm để mình hướng dẫn cho người ta.
tức là sau khi điều trị các cơn xong rồi, xác định mức độ nặng của bệnh hen rồi, cho dự phòng rồi, thì coi có những yếu tố nào trong cái môi trường sống của bệnh nhân này nè có khả năng làm cho cơn hen xuất hiện nhiều hơn. Ví dụ như là cơ thể trong nhà tôi quá chắc là có cái mà bụi bặm nè, cái dây dây thì chúng ta sẽ coi để hướng dẫn chúng ta loại này ra. Thì đây là cái yếu tố đang xuất hiện cơn hen, tức là hai nhóm trẻ bị hen hết. Nếu mà nhóm trẻ bị hen sống trong môi trường của một yếu tố này thì trong một năm đó tần suất xuất hiện cơn hen nó cao hơn là nhóm trẻ bị hen mà sống trong môi trường của một yếu tố này. Đúng không? Đó là tăng được mức xuất hiện cơn hen. Thì cái tốt này là mới quan trọng đối với lúc lâm sàng. Chúng ta điều trị bệnh nhân xong sẽ điều trị yếu tố này để hướng dẫn cho người ta. Thế là còn cái tố mà tăng được xuất mắc bệnh hen thì cái này yếu tố cái này có sẽ dịch đẩy nó chú ý nhiều hơn. Tức là hai nhóm trẻ khỏe mạnh như nhau mà một nhóm trẻ khỏe mạnh nó sống trong môi trường của một yếu tố này thì sau 20 năm người ta điều tra dịch đẩy thì tôi thấy rằng cái nhóm trẻ khỏe mạnh mà sống trong môi trường cái yếu tố này thì trở nên bệnh hen nó cao hơn là cái nhóm trẻ khỏe mạnh mà sống trong môi trường không yếu tố này. Ví dụ như trẻ được khỏe mạnh sống môi trường yếu tố này thì tỷ lệ hen nó 7-10% thì đứa trẻ kia không có, nhóm trẻ kia không có thì được khoảng 2-3% thôi, hiểu không? Đó là tăng được sức bệnh hen thì cái này cũng chỉ để là nguy hiểm mà. Còn đó là những cái phần mà cơ bản của cái bệnh lý hen quản như đó. Lên đi rồi nắm được rồi. Em chỉ nhớ là có béo phì, thức ăn, có bị thừa.